Daniel Cormier muốn tái đấu lần thứ 3 với John Jones. Nhà vô địch hai hạng cân Daniel Cormier chỉ còn 3 trận đấu tại UFC trước khi quyết định giải nghệ, và kèo đấu với John Jones là mục tiêu hàng đầu đối với anh. Cormier khẳng định: "Tôi cảm thấy trọn vẹn nhất là lúc được đối đầu với Jones. Tôi tin rằng nếu mình vẫn tiếp tục chinh chiến thì đấy là kèo đấu mà tôi muốn có, và nó sẽ diễn ra ở hạng Light Heavyweight." Tại UFC 241 vào ngày 17 tháng 8, Daniel Cormier sẽ có cuộc chiến bảo vệ đài hạng Heavyweight trước cựu vương Stipe Miocic. Nếu thắng, Cormier có thể tin vào kèo đánh thú vị với John Jones trong tương lai gần.